Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn về một số dạng bài tập có trong Excel. Các dạng bài tập có trong Excel thường là các dạng bài tập về công thức. Và em thường hay gặp các dạng bài tập sau: 1. Lập công thức, 2. Tính kết quả từ công thức, 3. Chuyển đổi công thức từ dạng toán học sang Excel. Đầu tiên là dạng bài tập về lập công thức. Ở dạng bài tập này, thường đề sẽ cho em một cái bảng và yêu cầu em lập công thức và em thường hay gặp nhất chính là bảng điểm lớp em. Nhưng hôm nay cô sẽ cho em một cái bảng tổng giá trị sản xuất để cho em thấy sự khác biệt. Và đây yêu cầu em lập các công thức sau đây. Câu A, lập công thức để tính tổng giá trị. Câu B, lập công thức để tính trung bình từng ngành sản xuất. Câu C, lập công thức tìm tổng giá trị lớn nhất. Câu D, lập công thức tìm tổng giá trị nhỏ nhất. Và khi đề không yêu cầu cụ thể là sử dụng công thức bình thường hay là sử dụng hàm thì em có thể sử dụng cả hai loại đó. Chẳng hạn ở câu A, bây giờ cô sẽ tính tổng giá trị. Tổng giá trị là nằm ở cột E gồm các ô E4, E5, E6, E7, E8 và E9. Là cột này. Ở đây cô sẽ ghi đại diện một ô. Trong những ô này thì cô sẽ chọn ô E4 là ô đầu tiên để lập công thức. Đầu tiên ô E4, tổng giá trị tổng giá trị là hàm sum thì cô sẽ ghi là bằng sum B4 2 chấm D4 Tức là tổng giá trị của nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Thì cô sẽ ghi cái địa chỉ khối này ra Hoặc cô không ghi địa chỉ khối Thì cô có thể ghi địa chỉ ô Chẳng hạn như bằng sum B4, C4, D4 B4 là nông nghiệp C4 là công nghiệp và D4 là dịch vụ Còn nếu mà cô không sử dụng hàm Thì cô sẽ sử dụng công thức bình thường Sẽ ghi là bằng B4 cộng C4 cộng D4 Còn không nữa thì em có thể ghi tần số của cái này cộng ra nhưng em tuyệt đối không ghi bằng B4 hay chấm D4. Đó không phải là phép tính tổng, đó chỉ là cái địa chỉ khối mà thôi. Những ô còn lại em làm tương tự, chỉ thay đổi địa chỉ ô và địa chỉ khối. Tiếp theo câu B, trung bình từng ngành sản xuất. Trung bình từng ngành sản xuất là B11, C11 và D11. Và trung bình từng ngành sản xuất thì mỗi ngành ở đây em sẽ tính trung bình một cái. Đầu tiên, nông nghiệp ở B11, hàm tính trung bình cộng là hàm average của ghi là bằng average B4 2.B9, tức là từ ô B4 cho tới ô B9. Tương tự như thế, ở công nghiệp C11 sẽ bằng average C4 2.C9 và dịch vụ ở D11 bằng average D4 2.D9. Em có thể sử dụng những công thức khác, công thức bình thường hoặc là công thức sử dụng địa chỉ của tầng ô chẳng hạn. Giống như ở phần tính tổng giá trị. Câu C, tổng giá trị lớn nhất là hàng số 12. Nhưng em chỉ cần chọn một ô thôi, ở đây cô sẽ chọn ô B12. Để yêu cầu tìm tổng giá trị lớn nhất thì đương nhiên em sẽ nhìn vào cột tổng giá trị. Đây là cột tổng giá trị thì em nhìn vào đây. Và em không tìm số nào lớn nhất trong cột này, em sử dụng công thức. Ở đây cô sẽ chọn một ô để gọi công thức, cô sẽ chọn ô B12. Đây là B12. Hàm để tìm giá trị lớn nhất là hàm mass. Thì ở đây cô sẽ ghi là bằng max từ E4 cho tới E9. E4 2 chấm E9. Hàm này sẽ tìm hết trong cột này giá trị nào lớn nhất sẽ hiện ra kết quả của giá trị đó. Em không cần phải ngồi tính ra coi đây cột này là bao nhiêu và chọn ra con số lớn nhất rồi tự mình ghi vô. Ở đây chỉ cần ghi công thức mà thôi. Kiểm tra 15 phút đợi trước, cô thấy là nhiều bạn tự tìm cái giá trị lớn nhất và tự ghi vô thì cái đó là sẽ là sai câu cuối cùng tổng giá trị nhỏ nhất tổng giá trị nhỏ nhất sẽ nằm ở hàng 13 và cô sẽ chọn một ô trong hàng 13 này để ghi ở đây cô sẽ chọn ô B13 và cũng giống như tìm tổng giá trị lớn nhất ở đây em sẽ sử dụng hàm để tìm hàm để tìm tổng giá trị nhỏ nhất chính là hàm min và cột để dò tìm cũng là cột tổng giá trị tìm từ E4 cho tới E9 Chúng ta sẽ có công thức B13 bằng min E42.E9. Phần 2, bài tập tính kết quả từ công thức. Ở dạng bài tập này, đề có thể cho em giá trị của một ô nào đó để em tính ra kết quả của công thức hoặc là cho em một cái bảng có sẵn những cái giá trị rồi và em sẽ nhìn vào bảng để tìm số và tính ra kết quả. Ví dụ về một bài tập sử dụng bảng để tính ra kết quả. Bài tập này thì em chưa gặp dựa vào bảng tính. Em cho biết kết quả của các công thức sau đây Ở đây cô có một bản tính Và cô có 4 công thức cần phải tính kết quả Đầu tiên câu A C3 cộng D3 Tất cả nhân E3 Ô C3 D3 E3 nằm ở đây Và em sẽ thế số vào Ở đây có C3 là 10 D3 là 8 E3 là 7 Chúng ta sẽ thế vào 10 cộng 8 tất cả nhân 7 là 126 Câu B C3 trừ D3 nhân F3. Lúc này chúng ta đã có C3 10, D3 8 và bây giờ F3 là 10. Như vậy em sẽ có 10 trừ 8 nhân 10 sẽ bằng âm 70. Nhiều em tính nhẩm hay lấy 10 trừ 8 rồi mới nhân 10. Thì cái đó là sai. Trong phép tính em sẽ nhân chia trước cộng trừ sau. Nên sẽ là 8 nhân 10 trước sau đó mới trừ cho 10. Tiếp theo câu C. E3 trừ C3 cộng D3 tất cả mũ 2. Vẫn là những con số cũ 10, 8 và 7 em sẽ thế vào sẽ là 7 trừ 10 cộng 8 mũ 2 sẽ bằng 25. Đây là mũ 2 không phải là nhân 2. Nhiều em nhân 2 lên ở đoạn này. Nếu em nhân 2 lên kết quả sẽ sai. Câu D. C4 cộng D4 tất cả chia 2. C4 và D4 nằm ở đây là 9 và 5. Em sẽ có 9 cộng 5 tất cả chia 2 sẽ bằng 7. Đây là phần tính công thức dành cho những công thức bình thường. Còn sau đây là phần tính công thức dành cho những công thức là hàm. Vẫn là bảng điểm phía trên và em sẽ có những công thức tính bằng hàm như sau. Ở câu E bằng sum C3 2 chấm C7. Tức là tính tổng từ C3 cho tới C7 ở cột này Vậy là em sẽ lấy 10 cộng 9 cộng 8 cộng 7 cộng 10 sẽ bằng 44 Câu B bằng min E3, E4, E5, E6, E7 Hàm min là hàm tìm giá trị nhỏ nhất Nên em sẽ tìm từ E3 cho tới E7 như đề yêu cầu Và số nhỏ nhất trong những con số này chính là số 4 Thì đáp số em sẽ ghi là số 4 vào Tiếp theo, bằng mass D3 2 chấm D7 tức là tìm số lớn nhất của cột D từ D3 cho tới D7 là cột này và số lớn nhất trong cột này chính là số 9 thì em sẽ điền số 9 vào câu tiếp theo bằng average C4 2 chấm F4 tức là em sẽ tính trung bình cộng từ C4 cho tới F4 là lấy 9 cộng 5 cộng 9 cộng 8 và ở đây có 4 số thì tất cả sẽ chia cho 4. Đây là đáp án. Câu cuối cùng bằng average F3 2 chấm F7. Vẫn là hàm tính trung bình cộng và em sẽ tính ở cột F từ F3 cho tới F7. Vậy là em sẽ lấy 10 cộng 8 cộng 9 cộng 10 cộng 7 tất cả chia cho 5 vì ở đây có 5 số. Và đáp án em sẽ ra là 8.8. 8 8 Dạng bài thứ ba Chuyển đổi công thức từ dạng toán học sang Excel Đề bài Em hãy chuyển đổi các biểu thức sau đây sang dạng công thức trong Excel Câu A 3 phần 8 trừ 9 phần 10 Phần tức là phép chia thì em sẽ chuyển 3 phần 8 sẽ thành là 3 chia 8 9 phần 10 sẽ là 9 chia 10 và dấu trừ em vẫn để nguyên Câu B 2 mũ 15 cộng 9,6 nhân 8. 2 mũ 15 em sẽ chuyển thành 2 dấu mũ rồi tới số 15. 9,6 em sẽ chuyển thành 9,6. Dấu nhân em sẽ chuyển thành dấu sao. Số 8 em vẫn giữ bình thường. Câu C. 9 phần 8 cộng 6. Mở ạ. 8 trừ 5. Đúng không ạ? 3. 9 phần 8 giống như lúc nãy nói. Tức là 9 chia 8. Cộng 6. 6 mẫu ngoặc. Trong toán học có thể ngầm định hiểu đó là phép nhân. Nhưng mà Excel sẽ không hiểu Em sẽ phải ghi ra dấu nhân đó chính là dấu sao Sau đó mở ngoặc 8 3 bình thường Đóng ngoặc lại Mũ 3 thì em sẽ ghi dấu mũ ở số 3 Câu D 7,8 trừ 9 mũ 2 cộng 7 7,8 em sẽ đổi thành 7,8 Trừ -9, 9 mũ Lúc này em sẽ nhìn thấy là 2 cộng 7 Đó là số mũ của số 9 Và em không có tự động lấy 2 cộng 7 lại thành 9 Rồi em ghi là mũ 9 đây là chuyển đổi công thức chứ không phải yêu cầu em cộng trừ nên em sẽ chuyển đổi bình thường. 2 cộng 7 là một phép tính, Và phép tính của một cái mũ thì em sẽ ghi mũ rồi em mở ngoặc ra 2 cộng 7 đúng ngoặc lại. Trên đây là tất cả các phần bài tập mà em thường hay gặp khi em làm Excel. Tất cả những phần này đều chỉ là ví dụ cho các dạng bài tập. Tiếp theo là sửa bài tập. Ở bài tập tuần trước, em hãy chọn ít nhất một bài học và thực hiện vẽ mai map tức là sơ đồ tư duy cho bài học đó. Và sau đây cô sẽ giới thiệu cho em hai bài. Đây là hai bài mà cô đã nói. Bài đầu tiên dưới 7 điểm và bài bên dưới là bạn chỉ dưới 10 điểm. Hai sơ đồ này đều chỉ trình bày một bài duy nhất nên sẽ dễ cho em nhìn thấy. Đầu tiên là ở tựa đề bài. Em đang vẽ về bài gì? Em ghi rõ ràng ra và nó sẽ nằm ở ngay chính giữa. Người xem nhìn vào là biết em đang làm về sơ đồ gì. Bạn bên dưới vừa nhìn vào là em có thể nhìn thấy bài 2, các thành phần chính trên trang tính. Tiêu đề của bài 2 nổi trội hơn những chỗ khác và em sẽ biết đó là cái tựa đề bài. Còn phía bên này, em có thể sẽ bói gói giữa cái chữ chương trình bản tính với màn hình làm việc của Excel. Nhưng mà bạn đã canh được phần này ngay chính giữa. Nên nhìn vô em sẽ đọc được cái phần này trước. Nhưng mà nó không làm nổi bật được cái tựa đề bài lên. Bạn cũng không ghi đó là bài số mấy. Nhìn vào thì tưởng hai cái phần này nó bằng nhau. Rồi tiếp theo về phần các tiêu đề con. Thì bạn bên dưới mỗi tiêu đề con bạn cho một màu để cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra. Còn phía trên đây những cái tiêu đề con của bạn khá là gói và có vẻ như bạn cũng thiếu một phần nào đó rồi. Tiếp theo ở những tiêu đề con nhỏ hơn tức là những phần ABC. Thì trong những phần ABC đó bạn ở phía bên dưới ghi nội dung của phần đó một cách ngắn gọn ra. Bạn không cần ghi nhiều, bạn chỉ cần ghi ngắn gọn cái nội dung của những phần đó là được. Tại vì em đang vẽ một bài duy nhất chứ không phải em đang vẽ nhiều bài và nếu là sơ đồ tư duy chỉ của một bài thì em ghi chỉ những cái tiêu đề thôi thì sẽ là thiếu nội dung cô không bắt buộc em phải vẽ ra máy giống như những bạn này em có thể vẽ lên giấy dùng hình trang trí minh họa và thông thường thì những bài đó mới là những bài 10 điểm còn những bài vẽ trên máy như thế này các bạn này thì thường làm theo những cái sơ đồ đã có sẵn ở trên cái phần mềm 30 cái thì hết 9 cái là na ná nhau rồi Nên thông thường những bạn này rất là khó 10 điểm Do các bạn không có trang trí được nhiều ở trên đây Sau đây cô sẽ giới thiệu với em một số bài được 10 điểm Dạng dò Em làm bài ôn tập Em chuẩn bị Ôn thi học kỳ 1 video đến đây là kết thúc chúc các em học tốt